Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Thúy Vân vừa tung thiệp cưới cất dấu ý nghĩa đặc biệt, vị khách đầu tiên đã ngay lập tức xác nhận tham dự. Trước thềm hôn lễ, Thúy Vân khiến dân tình rần rần khi hết nhà hàng váy cưới, rồi lại đến thiệp hồng đặc biệt thế này. Chỉ còn 2 tuần nữa, hôn lễ Á hậu Thúy Vân và ông xã doanh nhân Nhật Vũ sẽ chính thức diễn ra. Trước ngày trọng đại, cả hai thường xuyên chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện đặc biệt của cuộc đời. Sau màn hé lộ sương sương, ba mẫu váy cưới, Thúy Vân cũng vừa khoe thiệp hồng được thiết kế riêng, giản đơn nhưng có ý nghĩa đặc biệt. Theo như chia sẻ của Thúy Vân, điều đặc biệt ở thiệp cưới là logo trong thiệp được vợ chồng cô đặt riêng. Ông xã Thúy Vân cho biết do hai vợ chồng rất yêu thích và quan trọng văn hóa Việt Nam nên đã chọn hoa văn trống đồng làm chi tiết chủ đạo. Lồng vào bên trong chữ L và V viết tắt cho tên của Thúy Vân và Nhật Vũ. Đặc biệt ông xã Thúy Vân còn cho biết vòng tròn này giống như mặt trời, vì tên của anh là Nhật Vũ, Nhật là mặt trời, còn Thúy Vân hay tự nhận mình là mây hồng. Vì thế mặt trời bên ngoài bao bọc cho mây bên trong. Nghe đến đây, dân tình phải rần rần thì ra cô dâu chú rể, quả là định mệnh của nhau rồi. Thúy Vân vừa khoe thiệp cưới, Thủy Dung đã xác nhận là khách mời đầu tiên của cô. Thúy Vân khoe hộp chứa logo được cặp đôi đặt riêng. Nhật Vũ cho biết anh sẽ là mặt trời che chở cho mây hồng Thúy Vân. Cất cảnh logo mang ý nghĩa đặc biệt của Nhật Vũ và Thúy Vân. Đám cưới Thúy Vân và Nhật Vũ sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Những mẫu váy mà Thúy Vân chọn cho ngày trọng đại của mình. Nhìn cô dâu hạnh phúc trước thềm hôn lễ mà dân tình cũng hạnh phúc lây. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.